Hello, xin chào tất cả các anh em cần thủ nha. Thì hôm nay cửa hàng đồ cơ Philimax xin giới thiệu cho các anh em một loại cần chuyên tra ở bên em mới về nha. Thì cây cần này là có thương hiệu là Godlike, có tên là Puso. Cái cây cần em đang quay này là 3m15 nha mọi người. Thì cái này thì nó có hai chiều dài, đó là 3m và 3m15, với màu sắc là đen pha cam nên là nhìn rất là mạnh mẽ và cứng cáp luôn ạ. Dạ đây, em đi chi tiết cây cần này nhá. Thì cái này, cây cần này thì có khoen buxi nha mọi người. Đầu khoen có chống xoắn này. Đọt thì đọt 4 ly nha. Cứng thì cứng vậy thôi, nhưng mà đến cái lúc mà mình tải cá lên thì nó vẫn có cái độ cong và cái độ mềm mại của chiếc cần. Nói chung là rất là khỏe. Thì cái này nó có độ tải mồi là 120 đến 240 gram nhá. Còn cái 1042 này là chỉ là cái thông số để chiều dài của cây cần thôi á. Cái này thì anh em có thể mình dùng, anh em mà kiểu đi câu biển á, mình có thể dùng để dịch biển được. Thì cái này là nó tải cá dưới 25 kg nha anh em. Cần có trọng lượng là 420 gram, cầm rất là chắc chắn và khỏe nữa. Anh em sẽ nghĩ là cái cần này nó nặng và cầm sẽ bị mỏi tay, nhưng mà thật ra là không đâu nha, cầm rất là êm, nói chung là nó rất hài hòa. Và đây là cái cán của chiếc cần nhá. Thì cái này nó được làm bằng chất liệu, cái này thì nó làm bằng xốp này. Xốp em cầm rất là êm tay. Mình đánh tra thì mình có cảm giác là mình cầm nhiều á, lúc mà mình kéo cá lên á thì nó sẽ có cái độ ấn ở chiếc tay này, thì nó không bị mỏi và không bị trai cái tay của mình. Còn đây là chất liệu bằng cao su nha, cao su dày. Đây. Cái này nó được thiết kế với mấy cái hạt đính này, nhìn rất là sang này. Với một chiếc cần mà tải cá tra siêu bạo lực như thế này á, thì anh em nghĩ là giá thành nó rất là cao, nhưng mà thực chất ra thì nó cũng chỉ tầm 1 triệu 2 đổi lại thôi nhá. Giá cả rất là mềm. Này thì khoen cánh bướm nha anh em. Để em mở ra cho anh em xem ạ. Này nó có chống dỉ sét, nên là khoen rất là cứng cáp và tốt. Rồi còn cái này á, là cái thân ở bên trong thì nó thuộc cái dạng cần rỗng nha anh em. Cần được làm bằng chất liệu carbon nha. Và sau đây là em sẽ lấy cái chiếc cần này và test lên cho anh em xem cái độ cứng của chiếc cần nha. Và đây là sau khi em lắp vào chiếc cần hoàn chỉnh nha, thì em sẽ test lên cho anh em xem độ cứng của chiếc cần nha. Phê quá anh em ơi. Nó khá là dẻo dai luôn. Cái này thì anh em có thể dính một con cá tra tầm 20 đến 25 kg là bao kéo luôn á. Đối với một chiếc cần mà chuyên tra và tải cá siêu khủng như thế này á, và giá cả thì nó cũng khá là mềm, thì tất cả các anh em nào cũng có thể chơi được, và kể cả là sinh viên thì mình cũng có thể chơi được nhá. Anh em nào mà quan tâm đến chiếc cần Godlike này á, thì để lại giúp em số điện thoại ở bên dưới video. Thì trực tiếp là nhân viên bên em sẽ gọi điện và tư vấn cho anh em nha. Hoặc là anh em có thể mua cần câu, hoặc là máy câu, hoặc là các phụ kiện mồi câu khác á, thì có thể ghé cửa hàng đồ câu Philimax bên em tại địa chỉ 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha.